Giọng nam. Ông cả kia thôi trong này. Đâu, như nào? Rồi, bắt đầu. Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay mình thay mặt biên tập viên Chim Chim, Mimi sẽ làm tập phục. Đầu tiên các bạn, đây là trai Ballantines 17 năm của anh Long Tổ Ong. Mấy Long Tổ Ong ra đây ạ? Long Tổ Ong rồi. Vào Ballantines đâu đi em. Thôi rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập phục ạ. Bên ngoài thì trai này thể hiện sự sang trọng, rất sang trọng mà. Ballantines, the original blended Scotch whisky. Tối quá. Bạn nữ thích cái này à? Đây. Edge 17 năm. Đây rồi, chút chưa lãnh cảm của Quỳnh Anh ấy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đọc hộp ạ. Có. Quay phim meo meo. Chai rượu được trang trí rất đẹp. Đây, nhà Kiều có một tủ đi mà. Cà phê đi. Một dãy luôn đi. Và đây, thưa các bạn, chai màu xanh. Cái lớp vỏ ngoài rất đẹp. Tay ra này à? Cảm giác rất tuyệt vời. Wow. Ta sẽ bắt đầu mở nốt. Cái tên na này á? Bóc báo. 1, 2, 3, 4, 5. Đang tìm chỗ bóc. Cà về đi. Cái này không có nút à? Cái này không có nút à? Không phải. Không. Phải có ấy. Từ là nút phải sao bố mày bảo nút bóc. Phải rót 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 ấy, nhà em có nút bóc rồi. Nhưng mà cái này không phải. Cái này rót thật chết à? Đâu, nút đâu? Đây là nút thường các bạn. Cái gì nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ ngập trong gì ạ? Valentino. Thế ăn gì đấy? Kiều ơi. Dạ. Có cái bánh chưng có sao đấy? Dạ, có cái hộp mà để mở rượu không? Cái ống đi rót đi. Không có cái đầu lắp vào để rót. Anh bàn phép. Cái nào là cái gì? Cái này là chung là.